Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thần thầy lợi nghe các bạn. Thì hôm nay mình nói về phép chia hết và phép chia có dư lớp 6. Thì ở chương trình lớp 6 các bạn học nha. Thứ nhất các bạn cần nhớ nè, ở lớp 6 nha, ở lớp 6 các bạn cần nhớ nha. Thứ nhất đó là dấu hiệu chia hết. Dấu hiệu chia hết được học ở ở lớp 4 nha các bạn. Chia hết. Thứ nhất là chia hết cho 2 nè, 3 nè, 5 nè, 9 nè. Đây là bốn dấu hiệu chia hết cơ bản nhất nha các bạn. Rồi, các bạn hỗ trợ thêm chia 4 nè, chia hết cho 11 nè, chia hết cho 8 nè, chia hết cho 10 nè và chia hết cho 25. Đây là những cái dấu hiệu tiếp theo hỗ trợ thêm. Được chưa ạ? Thứ hai đó là các bạn nhớ đến tính chất chia hết. Được chưa? Được học ở chương trình lớp 6. Đó là A chia hết, 3 chấm là chia hết đó các bạn. Chia hết cho B và C chia hết cho B. Thì ta suy ra tổng của nó, A cộng C sẽ chia hết cho B, hoặc A trừ C sẽ chia hết cho B. Các bạn nhớ tính chất này. Thì các bạn nhớ tính chất này các bạn. Và một cái tính chất nữa đó là A chia hết cho A, không chia hết cho B, và C không chia hết cho B. Thì suy ra cộng và trừ của nó cũng không chia hết cho B. Xin lỗi, cái chỗ này các bạn dường như các bạn nhớ cẩn thận chỗ này, cái chỗ này dường như mình bị sai chỗ gì nha các bạn. Thì mình nhớ là đây A không chia hết cho B, đây phải chia hết nè. Các bạn cẩn thận chỗ này. Đó. Chỗ này nha, cẩn thận chỗ này, các bạn kiểm tra là chỗ này giúp lợi, đó là B, xin lỗi C nha các bạn. Xin lỗi C. C chia hết cho B thì tổng và hiệu của nó sẽ không chia hết cho B. Rồi, vậy mình sẽ dùng cái tính chất tổng và hiệu, đây là dùng ngay chỗ vị trí này nè, để giải quyết những bài trên. Thì khẳng định nào sau đây đúng và sai? Ví dụ câu A chia hết cho 15. Chia hết cho 15. Thì để chia hết cho 15 thì các bạn nhớ 15 chính là 3 nhân 5. Hai thằng này có ước chung 3 với 5 là 1, hay còn gọi là hai thằng này là hai số nguyên tố cùng nhau. Thì các bạn kiểm tra coi thằng này có chia hết cho 3 không ạ? Có, bởi vì 1 cộng 5 cộng 6 cộng 0 ra 10, 12 chia hết cho 3. Tiếp tục có chia hết cho 5 không ạ? Có, bởi vì cái hàng đơn vị là số 0. Vậy 1, 5, 6, 0 chia hết cho 15. Và 3, 9, 0 có chia hết cho 3 không ạ? Có, bởi vì 3 cộng 9 cộng 0 là 10, 12 chia hết cho 3. Tiếp tục có chia cho 5 không ạ? Có, bởi vì hàng đơn vị là số 0, vậy là 3, 9, 0 chia hết cho 15. Rồi, vậy suy ra tổng của nó cũng chia hết cho 15. Vậy điều này đúng. Ok chứ ạ? Rồi, một bài nữa nha các bạn. Bài B 4, 5, 6 cộng 5, 5, 5 không chia hết cho 10. Không chia hết cho 10. Thì ở đây nha, ở đây nên các bạn nhớ cẩn thận một chút xíu. Cẩn thận nha. Thì mình viết nha, 4, 5 của B các bạn, 4, 5, 6 cộng 5, 5, 5. Thì các bạn cố gắng tách thằng này ra là 4, 5, 6 viết lại nè, cộng cho 5, cộng cho 5, 5, 0. Được chưa? Đây chính là 555. Rồi, thì hai thằng này các bạn cộng lại ra là 4, 6, 1 cộng 5, 5, 0. Rồi,
hàng này chia 10 hết không ạ? Không, muốn chia hết cho 10 thì cái hàng đơn vị phải là số số 0, vậy là 4 6 1 0 chia hết cho 10. Và 5 5 0 chia hết cho 10 không ạ? Có, vậy suy ra cái tổng của nó sẽ không chia hết cho 10. Được chưa ạ? Đây, mình dùng dấu hiệu này. Đây, mình dùng dấu hiệu này. Được chưa ạ? Vậy suy ra 4, 5, 6 cộng 5, 5, 5 sẽ không chia hết cho 10. Ok chưa ạ? Rồi, thì người ta kêu không chia cho 10 là đúng. Còn câu C và câu D các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.